Nước giải khát vị lúa mạch. Ôi thật. À, rất là thơm. Cái nước giải khát vị lúa mạch này nó có mùi thơm của bia, rất là thơm luôn. Tuy nhiên là cái bọt của nó thì mình thấy sẽ tan nhanh hơn là cái bọt bia bình thường. Xin mời các bạn. Cái nước giải khát vị lúa mạch này thì cái mùi và cái vị của nó rất là giống với bia. Tuy nhiên là nó ít bọt hơn bia và cái vị của nó cũng nhẹ hơn bia rất là nhiều. Một cái nữa là cái lon này, cái vị chua của nó sẽ nhỉnh hơn cái vị đắng một tí. Cái bia bình thường ấy, khi mình uống thì mình sẽ cảm thấy nó có vị hơi bùi bùi một tí. Nhưng mà cái lon nước giải khát vị lúa mạch này thì mình không cảm nhận được cái vị bùi đấy. Nhưng mà uống nó cũng rất là giống bia. Cái vị đắng của nó thì cũng ít hơn cái vị đắng của bia khá là nhiều. Nhưng mà nếu mà so với các cái loại nước giải khát thông thường ấy thì mình thấy cái nước giải khát vị lúa mạch này uống giải khát đã hơn đấy. Và thêm một cái ưu điểm nữa, đấy là cái nước giải khát vị lúa mạch này thì sẽ sử dụng được với cả đồ nhắm. Bởi vì nó chỉ là nước giải khát thôi, cho nên uống xong cũng không cảm thấy nóng người, không cảm thấy nó có cái gì khác biệt cả. Chỉ thấy là đỡ khát hơn thôi. Chốt lại thì mình thấy uống cũng khá là ok, giải khát rất là tốt. Tất nhiên là không thể so với bia được, nhưng mà uống bia vào thì không lái xe được nữa, uống cái này thì lái xe vô tư.